Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và trước khi đi vào các đề tài vẫn nhắc lại cuộc bầu cử sơ bộ tại California vào ngày 7 tây tháng 6 trong lá phiếu quý vị có hai người mà quý vị có thể bỏ và bỏ tên lên trên đó thứ nhất là Andrew Đỗ ra tranh cử chức giới, à, bộ trưởng tài chính của California bất kỳ một lá phiếu nào ở trên của toàn bộ California đều có tên của anh Triệu Đỗ. Mong là quý vị sẽ thấy được cái tên anh Triệu Đỗ và điền vào trong đó. Và thứ hai là tại đơn vị 47 tức là các năm thành phố ở tại Quận Cam, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach ở tại Irvine và Costa Mesa thì những quý vị nào ở những thành phố này thì sẽ thấy trên lá phiếu của quý vị có tên của Van West. Thì quý vị nên điền vào trong đó Ở đơn vị 47 Cho chức uh, Congress Tức là dân uh, biểu của liên bang Và cô đang tranh cử vào chức dân biểu của liên bang Nếu thắng cô sẽ là người thứ hai Sau đại tá Cao Hùng uh, Đắc cử vào trong cái Và bắt đầu uh, bước vào trong cái vòng trong tháng 11 Và nếu quý vị muốn ủng hộ cho Amy fan West Quý vị có thể liên lạc trực tiếp Trong cái trang web của cô Ngay trên màn hình của tôi Amyphanwest.com Hy vọng rằng quý vị sẽ tràn ra đường bỏ phiếu kỳ này để hỗ trợ cho các ứng cử viên gốc Việt và đó là một trong những cái thông báo của phòng. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần thời sự mỗi buổi chiều của chúng ta, quý vị. Trong ngày hôm nay có hai bản tin mà tôi nghĩ rằng làm cái bài phân tích cho thấy rằng sự yếu đuối của Joe Biden và sự chia rẽ của NATO lẫn liên hiệp Âu châu đã khiến cho cả Bắc Kinh lẫn phía của Nga đã giành được thế chủ động Quý vị, thứ nhất là Nga ngày hôm nay lên tiếng, chính Vladimir Putin lên tiếng là nói rằng nếu như khối Tây phương tháo gỡ lệnh cấm vận ra thì ông ta sẽ mở cửa cho các bến cảng tại Ukraine có thể xuất cảng 20 triệu tấn ngũ cốc ra bên ngoài đang bị kẹt ở tại Ukraine. Thì ngay lập tức là bà ngoại trưởng Anh Liz Truss đã lên tiếng và cho rằng Nga đã dùng cái lương thực trở thành một thứ vũ khí để uy hiếp cộng đồng quốc tế để mà trong lúc mà cộng đồng quốc tế đang đối diện với cơn khủng hoảng thiếu hụt lương thực. Và thứ hai là quý vị, cái à, tuyên bố của Trung Quốc trong ngày hôm nay là à, của Joe Biden là sẽ chuyển trục và biến Trung Quốc trở thành một đối thủ cạnh tranh giữa lúc mà Bắc Kinh và Ấn Độ đã được ghi nhận là họ đã nhập cản số lượng dầu thô, khí đốt và than đá từ Nga, riêng Trung Quốc lên tới 60%. Quý vị, đây là những bản tin mà cho thấy rằng là phía Bắc Kinh đang giành thế chủ động về năng lượng. Trong khi đó, họ vẫn tiếp tục phát triển cái tầm ảnh hưởng của họ xuống khu vực Nam Thái Bình Dương giữa lúc mà Vương Nghị đang có chuyến viếng thăm 8 đảo quốc ở đây rõ ràng là Bắc Kinh đang lợi dụng sự yếu kém của chính quyền Joe Biden và sự chia rẽ của NATO cũng như là Liên hiệp Âu Châu để bắt đầu tăng cường cái tầm ảnh hưởng của mình. Ngược lại, Nga thì lợi dụng sự à, chia rẽ của Liên hiệp Âu Châu và NATO, kể cả cái gọi là cái thái độ yếu kém của ông Joe Biden đã bắt đầu tìm thế chủ động và uy hiếp ngược lại cộng đồng quốc tế giữa lúc mà giá cả năng lượng và giá cả của lương thực đang tăng cao nhất trong vòng vài mấy chục năm qua. Quý vị, rõ ràng trong cái cục diện này, chúng ta thấy rõ là cả nhóm cánh tả tại Âu Châu và Joe Biden đã tỏ ra bất lực. Đặc biệt là trong ngày hôm nay, thì Liên Hiệp Âu Châu đã phải lui một bước, tức là phải nhượng bộ cho Hungary. Ông Thủ tướng Orbán của Hungary tuyên bố là ông ta không thể nào trong vòng 2 năm từ đây cho tới năm 2024 mà chấm dứt được sự lệ thuộc năng lượng từ phía Nga. Trong khi Hungary đang lệ thuộc 85% nguồn năng lượng cung cấp từ phía Nga, bao gồm cả dầu hỏa, than đá và khí đốt. Quý vị, đây chính là một trong những cái bế tắc của Liên hiệp Âu châu nói chung và kể cả cái liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nói riêng là đã bị Nga nắm thế chủ động. Đặc biệt là quý vị Thổ Nhĩ Kỳ lại phản đối luôn cả Thụy Điển và Phần Lan gia nhập vào Liên minh NATO. Thổ Nhĩ Kỳ về mặt diện thì chúng ta thấy rõ Thổ Nhĩ Kỳ đang dùng một cái danh nghĩa khác. Nhưng mà trên thực tế nhiều người nghi ngờ bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đang có mối quan hệ khá tốt với cả Ukraine và với cả Nga. Thì quý vị, những việc này cho thấy là phần đầu tôi phân tích cho quý vị thấy là nếu tiếp tục cái đường hướng này thì trước sau gì Putin cũng nắm thế chủ động và có thể sẽ à, uy hiếp cộng đồng thế giới không những bằng các cái loại à, à, năng lượng và lương thực là vũ khí mà ông ta còn sẽ tấn công ráo riết ở Donbass khi mà ông ta chiếm được Donbass ngày hôm nay họ đã chiếm được cái thị trấn Lyman rồi và nếu như mà Putin mà thành công chiếm được Donbass thì có nghĩa là cục diện thế giới sẽ bị thay đổi cục diện thế giới sẽ bị thay đổi và các nước Tây Âu có thể sẽ phải đối diện với tiềm năng nguy hiểm. Bây giờ họ quý vị, họ bằng mọi giá tránh né đối đầu với Nga bằng quân sự. Trong khi đó những quốc gia dọc theo Đông Âu thì họ lại cương quyết là muốn có một cái cuộc đối đầu trực tiếp với Nga để giải quyết một lần. Thì đám Tây Âu lại không muốn. Quý vị, đây chính là cái chính sách tôi gọi là cái chính sách khuynh tả của Âu Châu đặc biệt là khối Tây Âu, đang dẫn tới tình trạng dân Âu Châu sẽ đối diện với sự nguy hiểm. Đám khuynh tả tại Âu Châu không muốn có cuộc chiến. Tại vì cuộc chiến có thể sẽ khiến cho họ bị mất đi quyền lực giữa lúc mà lực lượng khuynh hữu đang dần dần trỗi dậy ở Âu Châu. Thì quý vị, điều này sẽ khiến cho đám khuynh tả của Âu Châu lo sợ và càng lúc họ càng tránh né. Họ càng tránh né cái việc mà đối đầu với Nga bằng quân sự. Họ chỉ muốn đối đầu với Nga bằng kinh tế, bằng ngoại giao. Chứ họ hoàn toàn không muốn đối đầu bằng quân sự. Và điều này thì Hoa Kỳ đứng vào một cái cách khác. Joe Biden đã tuyên bố ngay từ đầu là bởi vì Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu. Nhưng thời gian gần đây có vẻ như là Joe Biden gần như là bắt đầu có thể vẽ, có vẻ như đã thay đổi quan điểm. Có nghĩa là ông ta đã đầu tư vào Ukraine nhiều hơn là ông ta đầu tư vào khu vực Á châu. Tổng số tiền mà ông ta tài trợ cho Ukraine chống lại Nga lên tới 40 tỷ Mỹ kim. Và tổng số tiền mà ông ta tài trợ cho các quốc gia thuộc khối Đông Nam Á để mà lôi kéo những quốc gia này vào trong cái hiệp ước gọi là trong một cái chiến lược mà đối đầu với Trung Quốc chỉ có 150 triệu Mỹ kim. So với 40 tỷ Mỹ kim mà ông ta thúc đẩy Quốc hội tài trợ cho Ukraine về kinh tế lẫn quân sự, thì quý vị việc mà à, nhung cái gọi là cái cái thái độ gọi là mềm dẻo này của ông ta với chính sách đối với Trung Quốc có thể sẽ dẫn tới một cái hậu quả trầm trọng, hậu quả đó cả thế giới sẽ phải đưa chứng kiến và đối diện, đó là sự bành trướng ngày một mạnh của cộng sản Trung Quốc ở tại à, Á Châu Thái Bình Dương và sẵn sàng dùng vũ lực đối với những quốc gia láng giềng bao gồm luôn cả eo biển Đài Loan. Âu Châu thì Nga sẽ càng lớn tới và sẽ bắt đầu mở chiến dịch gọi là mở rộng quân sự của họ đối với các quốc gia tại Đông Âu. Có nghĩa là thái độ nhu nhược và yếu kém này của Joe Biden có thể sẽ dẫn tới một cái mà thế giới phải chứng kiến để tam thế chiến. Giống như lời của George Soros, nhân vật tỷ phú thuộc dạng cực tả cũng phải lên tiếng và nói là đã tới lúc NATO phải có thái độ cứng rắn quyết liệt hơn với lại phía của Nga. Nhưng quý vị, dường như đám cánh tả rất sợ hãi chuyện này. Dường như đám cánh tả rất sợ hãi bùng nổ Đại Tam Thế Chiến. Bởi vì khi mà bùng nổ Đại Tam Thế Chiến, thì tất cả những cái à, guồn máy và những cái luật lệ, những cái chính sách mà họ đã áp đặt trong 30 năm qua với cộng đồng quốc tế sẽ sụp đổ hoàn toàn. Bởi vì sẽ có nhiều khuynh hướng chính trị khác đối cả đối chọi lại với khuynh hướng à, gọi là cánh tả tức là khuynh tả đó quý vị họ sẽ bắt đầu trỗi dậy ở từng quốc gia ở từng quốc gia luôn quý vị tức là họ sẽ đi theo cái chủ trương gọi là chờ cái tinh thần dân tộc nhiều hơn giữa lúc mà lực lượng khuynh tả thì muốn xóa dần tất cả những cái biên giới giữa các quốc gia đây là sự khác biệt và chính điều này nó sẽ nó chưa âm mỹ là tại vì nhờ những cái 30 năm qua lực lượng khuynh tả họ khống chế thế giới. Họ đã áp đặt rất nhiều những cái luật lệ và những cái quy tắc để duy trì cái quyền lực của họ. Và điều duy nhất bây giờ có thể lật đổ quyền lực của đám khuynh tả tại Âu Châu và kể cả Hoa Kỳ là cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến mới. Mà cuộc chiến này có thể sẽ thay đổi toàn bộ cục diện của thế giới, lập lại trật tự mới của thế giới. Một điều mà đám cánh tả không muốn. Ngược lại, tại khu vực Á Châu, khi mà Trung Quốc nhìn thấy sự yếu kém, nhất là cái hôm vừa rồi là phía Joe Biden và Anthony Blinken đưa ra cái chính sách đối phó với Trung Quốc được các chuyên gia trên thế giới đánh giá là quá mềm dẻo. Bắc Kinh sẽ thấy được cái thái độ mềm dẻo này thì Bắc Kinh có thể lợi dụng để tăng cường tầm ảnh hưởng của họ, không những là về kinh tế mà kể cả về quân sự. Về quân sự có nghĩa là Bắc Kinh sẽ tăng cường các cái việc mà hiện diện của họ trên biển Đông nhiều hơn và uy hiếp những quốc gia ở xung quanh khu vực nhiều hơn. Và bên cạnh đó, đương nhiên là eo biển Đài Loan vẫn là cái tâm điểm mà Bắc Kinh nhắm tới. Quý vị, chính sách của Joe Biden và kể cả cái khuynh hướng à, chính trị khuynh tả ở Âu châu đang dẫn thế giới tới một cái cái một cái rất nguy hiểm. Tức là thế giới sẽ bị đẩy vào cái tình trạng gọi là độc tài toàn trị nhiều hơn. Nhiều quốc gia có thể sẽ chuyển hướng và duy trì chế độ độc tài toàn trị. Chuyện này vốn đã xảy ra dưới thời của Obama. Dưới thời Obama quý vị, trước khi mà Obama lên thì Venezuela được xem là một trong những quốc gia giàu có ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nhưng kể từ khi Obama lên thì Hugo Chavez đã chuyển đổi Venezuela từ một quốc gia dân chủ trở thành một quốc gia độc tài toàn trị xã hội chủ nghĩa đẩy người dân Venezuela rơi vào sự nghèo khó. Cho tới bây giờ, nhân vật kế tiếp là Nicolás Maduro vẫn tiếp nối cái chính sách của Hugo Chavez. Và quý vị, chúng ta sẽ không bảo đảm khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ sẽ chuyển dần từ một xã hội dân chủ qua một xã hội độc tài toàn trị. Bây giờ quý vị, Honduras, nhân vật cánh tả, khuynh tả đã lên. Có thể bà ta sẽ thay đổi chính sách và sẽ tiếp tục tiếp cận với Nga với trung quốc để duy trì cái quyền lực cánh quân tả của bà ta ở tại và honduras venezuela đã thân qua phía của khối gọi là độc tài toàn trị. argentina hiện nay đã bước vào một vành đai một con đường của trung quốc có nghĩa là toàn bộ sân sâu của hoa kỳ từ xưa tới nay đang bị phá vỡ bởi nga và trung quốc cuba thì quý vị thấy rồi và lần này quý vị cái hội nghị thượng đỉnh của ông joe biden với lại các quốc gia châu mỹ latin tổ chức tại los angeles chưa chắc thành công chưa chắc thành công bởi vì những quốc gia này đã bị thao túng rất nhiều bởi cộng sản trung quốc trung quốc đã bắt đầu nhúng bàn tay của họ qua gây ảnh hưởng ở trung mỹ và nam mỹ và bây giờ họ đang tiếp tục gây ảnh hưởng ở nam thái bình dương lạng hoạn trong cái chuyến đi của vương nghị kỳ này Tôi không biết là sẽ có thêm đảo quốc nào cắt bỏ ban giao với Đài Loan để kết nối ban giao với Trung Quốc. Và nếu thấy xảy ra tình trạng này, nó sẽ là một cái dây chuyền. Và quý vị, Úc sẽ mất cái quyền ảnh hưởng của họ tại đây. Nhất là ông tổng thống cánh tả của Úc vừa mới lên. Ông ấy ông thủ tướng cánh tả là ông Anthony Albanese. Nhân vật này được xem là cánh tả và nhân vật này có thể sẽ nhượng bộ cho Trung Quốc. Thì quý vị, tất cả những cái diễn biến hiện nay đang diễn ra, rõ ràng khối dân chủ đang bị yếu thế và bị thụ động. Chỉ vì những chính sách mềm dẻo, yếu kém và nhu nhược. Từ Âu Châu sang tới Á Châu và kể cả Hoa Kỳ. Mỹ Châu cũng vậy. Quý vị, rõ ràng trong 2 năm Joe Biden cầm quyền, nó đã khiến cho toàn bộ khối dân chủ trở nên suy yếu hơn với những cái quốc gia độc tài toàn trị xã hội chủ nghĩa và cộng sản. Rất rõ ràng. Và quý vị thấy, ngay cả Ấn Độ bây giờ quý vị, Ấn Độ trên nguyên tắc là một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Trong cái nhóm bộ tứ kim cương. Nhưng quý vị, Ấn Độ vẫn không từ bỏ mối quan hệ của họ với Nga. Họ vẫn tiếp tục mua vũ khí của Nga, họ vẫn tiếp tục nhập cảng năng lượng một cách khổng lồ từ phía của Nga chính là do cái chính sách yếu kém của Joe Biden. Trước đây, khi mà ông Trump tới Ấn Độ, cả một dân Ấn Độ đón chào ông Trump tại vì họ tin tưởng cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc của ông Trump. Và do đó, quý vị thấy là cái cuộc tiếp đón của người dân xưa Ấn Độ với ông Trump một cách khổng lồ. Cả một cái cầu trường gần như đầy ngạt luôn quý vị. Cả một cái sân banh đầy ngạt, mấy chục ngàn người, cả trăm ngàn người trong khi Joe Biden lên thay đổi cái chính sách mềm dẻo hơn với Trung Quốc đã khiến cho Ấn Độ, ngay cả Trung Quốc mà còn yếu kém như vậy thì Ấn Độ không tin tưởng chính quyền Joe Biden. Do đó họ vẫn duy trì cái mối quan hệ với Nga bởi vì họ biết chắc chắn là phía của Joe Biden sẵn sàng thỏa hiệp và bỏ rơi những người khác. Đây là cái thái độ à, truyền thống của đảng Dân Chủ. Khi mà họ chụp được một cái mối lợi lớn hơn họ sẵn sàng bỏ rơi tất cả những cựu đồng minh và họ đã làm trong quá khứ với Việt Nam Cộng Hòa, với Đài Loan. Khi mà năm 1976, khi mà Mao Trạch Đông chết, thì quý vị, và bắt đầu thúc đẩy cái việc ban giao với Trung Quốc là đám dân chủ chặt bỏ Đài Loan ngay. Năm 1979, họ chặt bỏ Đài Loan ra và kết nối lại với lại ban giao với Trung Quốc. Và trước đó thì quý vị thấy tình hình của Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, đám dân chủ sẵn sàng chặt bỏ những đối thủ ở những đối tác và những đồng minh của mình cho những mối lợi lớn hơn. Điều này Ấn Độ đã nhìn thấy rõ, do đó họ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ của họ với Nga. Và cái chính sách yếu kém này sẽ khiến cho những quốc gia Đông Nam Á không tin tưởng vào cái chính quyền của Hoa Kỳ, đặc biệt là cái chính quyền hành pháp của Joe Biden. Khi mà họ thấy những cái ngôn ngữ của Anthony Blinken đưa ra ngày hôm qua, họ đã thất vọng. Họ đã thất vọng bởi vì cái chính sách của Anthony Blinken đưa ra về đối phó và kèm chế Trung Quốc quá yếu mềm. Quá yếu mềm và không đủ để kèm chế Trung Quốc. Họ đánh giá tại vì các quốc gia tại Đông Nam Á mặc dù họ vẫn giữ một thái độ đứng ở giữa, không nghiêng về Hoa Kỳ, không nghiêng về Trung Quốc. Mặc dù kinh tế của họ có thân thiện với Trung Quốc hơn, có nghĩa có nghĩa là về kinh tế họ có nhiều cái mối giao hảo về kinh tế với Trung Quốc hơn nhưng mà từ ở trong cái bối cảnh chính trị và cái chủ nghĩa quốc gia họ biết trung quốc là cái quốc gia không phải có thiện chí và sẵn sàng uy hiếp những quốc gia khác họ vẫn hy vọng sự quay trở lại của hoa kỳ và hoa kỳ đã quay trở lại nhưng quý vị lần này cái sự quay trở lại đó nó không đủ mạnh mẽ để thuyết phục những quốc gia đó nó không đủ mạnh mẽ để thuyết phục những quốc gia tại đông nam á có thể đứng thẳng về một phía mà cái chính sách mềm dẻo này được tung ra gần như một số quốc gia đều thất vọng đặc biệt là malaysia và uh, indonesia hai quốc gia này được xem là khá thất vọng với cái chính sách của anthony Blinken đưa ra trong khi đó thì lý hiển long thủ tướng singapore lại welcome cái chính sách này mà ông ta cho rằng là để tránh tình trạng singapore phải chọn phía tại vì singapore quý vị gần như là cái mối kinh tế của singapore tập trung vào trung quốc rất là nhiều Quý vị, đây chính là một trong những cái thất bại của chính quyền Joe Biden. Và sự thất bại này có thể sẽ dẫn tới một cái cục diện được xem là khá gây gắt tại Á Châu và kể cả tại Âu Châu. Tại Á Châu, chắc chắn Bắc Kinh thấy rõ ràng cái sự yếu kém và nhu nhược cũng như là cái chính sách mềm dẻo này, họ sẽ không dừng lại. Không những Bắc Kinh nhúng tầm ảnh hưởng xuống Nam Thái Bình Dương, mà Bắc Kinh có thể sẽ dùng cả vũ lực quân sự để mà uy hiếp những quốc gia tranh chấp chủ quyền ở trên trường xa. Tại vì họ đánh giá là sẽ giống như lại Obama trước đây. Tức là khi mà Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough bằng vũ lực hồi năm 2012, Obama đứng ngó thôi, không làm gì hết. Thì lần này họ cũng đánh giá Joe Biden không khác gì Obama, cũng chỉ đứng ngó nếu như mà họ chiếm thêm một số đảo ở tại khu vực trường Sa Để đo lường cái phản ứng của Joe Biden trong hồ sơ của Đài Loan nếu Joe Biden không phản ứng, thì họ nói rằng nếu như họ đánh chiếm Đài Loan, Joe Biden cũng chỉ đứng dậm chân một chỗ, thì họ sẽ tấn công Đài Loan. Có nghĩa là Trung Quốc có thể sử dụng cái lá bài thử nghiệm, tức là cuộc đá dò đường khi mà họ đưa quân vào khu vực Trường Sa nhiều hơn và bắt đầu kiểm soát khu vực Trường Sa, ít nhất là họ kiểm soát khu vực Hàng Hải ở đây, là Joe Biden đã phải à, đã phải có một cái quyết định, mà với cái xu thế này rõ ràng Joe Biden chưa muốn đối đầu quân sự. Và nếu như Trung Quốc bất ngờ chiếm một vài đảo, đặc biệt là từ Philippines, từ Việt Nam, thì lúc đó quý vị, Cộng sản Việt Nam tôi chưa biết phản ứng thế nào, nhưng mà cái phản ứng của Joe Biden sẽ dậm chân tại chỗ. Joe Biden sẽ dậm chân tại chỗ và không làm bất cứ một điều gì hết. Vậy thì quý vị, điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những quốc gia khác. Họ bắt đầu mất tin tưởng với cái thiện chí của Hoa Kỳ. Trong khi ông Trump đã bỏ công lắp đặt và ông Mike Pompeo đã nhiều lần tới Á Châu để mà thuyết phục. Họ đã bắt đầu siêu lòng bởi vì họ thấy được cái sự nguy hiếp của Trung Quốc rồi. Nhưng với chính sách hiện nay của Antony Blinken đưa ra trong ngày hôm qua thì toàn bộ khu vực Á Châu thấy rõ ràng là Joe Biden vẫn chưa có ý định là cô lập Trung Quốc một cách hoàn toàn mà vẫn tiếp tục tạo cái thời gian cho Trung Quốc có thể tách rời cho cái Trung Quốc có thể chống lại cái việc tách rời nền kinh tế. Trong khi cái chiến lược của Hoa Kỳ từ trước tới nay quý bị thấy từ 5 năm nay nó dần dần nó phong tỏa Trung Quốc rồi. Nó dần dần nó phong tỏa Trung Quốc. Nhưng mà với chính sách này nó sẽ khiến cho phía Á Châu phải đối diện với lại thách thức tức là họ tiếp tục vẫn phải lệ thuộc một phần nào nền kinh tế của Trung Quốc. Trong khi tại Âu Châu, thì tình hình có vẻ phức tạp hơn. Với chính sách bây giờ của Joe Biden và kể cả cái sự chia rẽ của NATO và của Liên Hiệp Âu Châu, Vladimir Putin sẽ không dừng lại. Ông ta sẽ tiến tới việc mà có thể mở rộng cuộc chiến này. Bây giờ ông ta chưa tiến tới việc mở rộng cuộc chiến bởi vì ông ta chưa chiếm hoàn toàn khu vực Donbass. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hai vũ khí đã khiến cho cả thế giới lao đào là năng lượng và lương thực. Ông ta đang nắm trong tay hai vũ khí này. Chính bà Liz Truss của anh cũng phải tuyên bố là ông ta đang uy hiếp thế giới bằng cái vũ khí lương thực. Thì quý vị thấy rõ là Putin đang nắm thế chủ động tại Âu Châu. Nếu như mà Putin mà chiếm được Donbass và tiếp tục tình trạng, tình trạng này, tôi nghĩ Âu Châu sẽ nhượng bộ. Tôi nghĩ Âu Châu sẽ nhượng bộ để tránh một cuộc chiến. Nhưng mà nếu nhượng bộ như vậy, thì có nghĩa là Âu Châu đem tất cả những quốc gia ở Trung Âu và Đông Âu đưa lại cho Nga. Tất cả những quốc gia này sẽ bị quy hiếp bởi Nga và họ sẽ nằm dưới phòng kềm chế của Nga luôn. Thì quý vị, điều này sẽ khiến cho cái hồ sơ của Âu Châu trở nên phức tạp. Chỉ vì cái thái độ rất yếu kém không cương quyết của ông Tổng thống Hoa Kỳ. Đối với những kẻ độc tài toàn trị, quý vị không thể mềm dẻo được. Quý vị càng cứng rắn thì họ càng rút còi lại. Quý vị càng mềm dẻo, họ càng lớn tới. Và bằng chứng dưới thời của ông Trump và thời Obama. Dưới thời Obama thì Obama đã mềm dẻo và tới mức nhượng bộ Trung Quốc, tới mức mà người Mỹ phải bực mình chửi thề. Và 8 năm dưới thời của Obama, kinh tế Hoa Kỳ đã ngóc đầu không nổi. Kinh tế Trung Quốc trở nên gọi là mạnh, gọi là lớn, chuẩn bị qua mặt Hoa Kỳ. Chuẩn bị qua mặt Hoa Kỳ luôn quý vị. Dưới thời Obama thì có cho thấy rằng cái thái độ mềm dẻo không giải quyết được vấn đề. Trong khi đó, ông Trump cầm quyền 4 năm. Ông tỏ thái độ cứng rắn quyết liệt với Trung Quốc. Ông đẩy Trung Quốc phải lùi trở lại. Ít nhất là Bắc Kinh không dám hó hé trong cái vấn đề gọi là Make in China 2025 nữa. Và Bắc Kinh cũng phải hủy bỏ luôn cái tham vọng vượt qua mặt Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2030 nhờ cái chính sách cứng rắn của ông Trump thúc đẩy và quý vị nhớ thằng thời điểm đó ông Trump đưa ra những đòi hỏi rất gay gắt Bắc Kinh phải nhượng bộ ít nhất là trong cái phase one Bắc Kinh phải nhượng bộ và quý vị thấy rõ ràng là đối với những chế độ độc tài toàn trị như Bắc Kinh hay là Putin quý vị mà mềm dẻo quý vị sẽ bị lấn tới bây giờ đám Âu Châu không dám đối đầu quân sự Putin cũng sẽ không dừng lại ông ta sẽ đòi thêm tất cả những thứ khác ông ta sẽ quy hiếp toàn bộ Âu Châu và Bắc Kinh cũng vậy. Khi họ thấy cái thái độ mềm dẻo của Joe Biden, họ sẽ lớn tới. Họ sẽ nhiều hậu hơn trong cái vấn đề quân sự ở Biển Đông hay là ở Biển Đài Loan. Họ sẽ nhiều hậu hơn trong vấn đề kinh tế. Điều này không tránh khỏi. Đây là cái giá phải trả cho một cái chính sách mềm dẻo. Và chúng ta đâu phải không, không có kinh nghiệm với chính sách này đâu quý vị. 8 năm dưới thời Obama, Trung Quốc chiếm cái bãi cạn Scarborough năm 2012 là Obama cầm, cầm miệng. Rồi đến năm 2014, tới phiên Crimea bị Nga chiếm luôn. Thì Obama cũng cầm miệng luôn, không làm gì được hết. Đây là bằng chứng rõ ràng thái độ nhu nhược và không dứt khoát trong cái chính sách đối đầu. Cho nên kết quả quý vị, bãi cạn Scarborough năm 2012, Crimea 2014. Bây giờ quý vị có thể nghĩ tới 2022, Donbass mất vào tay của Nga. Rồi ở tại Á Châu, Trung Quốc xu quân xuống Biển Đông, chiếm một số đảo, chưa tấn công Đài Loan. Nhưng mà họ chiếm một số đảo ở khu vực này. Thì Joe Biden sẽ làm gì? Hay sẽ giống như là Obama? Tôi nghĩ là ông ta sẽ có phản ứng y chang như Obama thôi. Không có gì khác hết. Quý vị nhớ năm 2014 khi mà Nga chiếm Crimea và xác nhập Crimea Cuối cùng Obama cũng chỉ áp dụng lệnh cấm vận. Và lệnh cấm vận đó có ảnh hưởng tới Nga hay không quý vị? Không có. Lệnh cấm vận đó không ảnh hưởng tới Nga. Chứng tỏ là gì quý vị? Chứng tỏ là cái chính sách mềm dẻo sẽ khiến cho những kẻ độc tài toàn trị nhiều hâu hơn. Chứ không phải là à, họ trở nên gọi là yếu kém hơn đâu quý vị. Joe Biden tin tưởng rằng bây giờ chính sách cấm vận của ông ta sẽ có hiệu lực. Trong khi đó, tất cả khối Âu Châu không dám cấm vận. Vì họ nhìn thấy cấm vận năng lượng chưa có lợi gì cho họ hết. Thì tất cả nguồn năng lượng nó chạy qua Ấn Độ và Trung Quốc. Và tôi đã từng nói với quý vị, kinh tế chính, xương sống kinh tế của Nga là xuất cản vũ khí và năng lượng. Thứ ba là kim loại, thứ tư là lũ mặt. Đây là bốn cái nguồn máy kinh tế, lấy về kinh tế cho Nga. Cả bốn cái này không làm gì được họ hết. Trong khi cấm vận vòng vòng những cái khác không có lợi. Quý vị, đây là cái giá phải trả cho một cái chính sách nhu nhược và yếu kém. Và thế giới sẽ phải chứng kiến một cái cuộc gọi là tái lập trật tự nhưng không đến từ Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ. Mà chính Nga và Trung Quốc có thể tái lập trật tự thế giới theo ý của họ. Nếu như chính sách yếu kém của Joe Biden vẫn tiếp tục được áp dụng và sự chia rẽ của Âu Châu vẫn còn. Thì trước sau gì cả Nga vẫn Trung Quốc là họ vẫn có thể tái lập trật tự thế giới theo kiểu của họ đó quý vị. Ít nhất một phần còn lại của thế giới. Ok, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật Ký chiều ngày hôm nay của Phong trong phần 1. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài phân tích này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hilton Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.